Đây là câu trả lời điều của anh Văn Nhớ là đây mấy em đang đây là mấy em mấy cháu công nhân là lính của Văn Nhớ hả? Lính Văn Nhớ ở Bình Phước. Đây là một công nhân của thằng Đạt của lính bộ tư lệnh công minh trở về với đội thường nha các bạn nha. Ở đây được bao nhiêu công nhân thôi? Đây là công đoạn gì ở đây, cái công đoạn này công đoạn gì vậy em? Cái này công đoạn mình làm này, cái công đoạn gì đây? À dạ yeah. Mình sẽ lên TV rồi cái gì chú sẽ báo cho thời gian coi nha. Mấy giờ chú? Hả? Mấy giờ chú? Khoảng nói chung là khoảng 17 giờ là coi được rồi. 17 giờ. 17 giờ 5 giờ. Tại bình thường đó chú. Rồi mấy cháu làm bình thường thôi ha. Cái này công đoạn này kêu công đoạn gì đấy con? Phân loại ạ. Phân loại hả? Dạ. Rồi còn phân loại đóng gói đóng hộp nữa hả? Dạ, còn đóng bao. À, đóng bao hả? Đóng bao, xong rồi đi đóng gói. Con làm đây được bao nhiêu tháng rồi? Bao nhiêu lâu rồi? Mười mấy năm nè. Mười mấy năm, vậy một tháng là con thu nhập được bao nhiêu con? Một tháng làm được khoảng 90 triệu. 90 triệu hả? Dạ. À, vậy thôi thu nhập vậy cũng cao rồi ha. Ngày nay là mình về dự họp mặt kỷ niệm lần thứ 8 của Trung đoàn Bộ Tư lệnh Công binh các bạn. Trung đoàn 29 Bộ Tư lệnh Công binh thì được anh Phan Nhớ ảnh mời về để dự mặt, thì mình sẽ review các cháu là công nhân của anh đây. Anh là hiện nay là doanh nhân thành đạt nhất của cái đơn vị Trung đoàn 29 sau khi về dưới đời thường nha các bạn. Em con theo nữa hả? Không mà không ai dám nhận hay sao? Đây là hạt điều nha các bạn. Bây giờ các bạn dòm cái những hình ảnh của mấy cháu làm hạt điều đây không? Làm hạt điều không biết làm bao nhiêu năm mà người nào người nấy là đeo vàng lúc tay luôn, thấy chưa? Mình xin phép mình sẽ review hết cái khuôn viên của cái nơi mà phân loại hộp điều nha các bạn nha. Toàn bộ ở đây là công nhân của anh Phan Nhớ hết nha. Sau khi ảnh trở về đời thường thì ảnh tạo công ăn việc làm cho một số các cháu ở địa phương, cũng có công ăn việc làm hết rồi. Đây là một doanh nhân thành đạt của một người lính từ chiến trường trở về. Phan Nhớ là nguyên là chiến sĩ của trung đoàn 269 Bộ Tư lệnh Công binh. Hiện nay anh đang ở Bình Phước nha các bạn nha. Ngày nay anh mời anh em về để dự họp mặt đơn vị, thì tôi có dịp để về để ghi hình lại những hình ảnh mà giờ cái doanh nghiệp của anh đang là thành đạt đây các bạn nha. Đây là toàn bộ trong khuôn viên của nơi là phân loại điều nha. Có mày lạnh đàng hoàng đấy. Đây là nơi chế biến nha các bạn. Đây giờ nơi là từ hộp từ tôi rồi chúng ta chạy vô máy rồi để ra hạt điều các bạn nha. Mình sẽ review hết cái khung cảnh này các bạn xem nha. Đây nè, hạt điều nha. Đây là đường tô đang mới làm ra nhưng mà
cháu công nhân đang làm đây. Cái xưởng này của anh Phan Nhớ nha các bạn. Đây là hiện nay là nó chạy hệ thống tự động hết rồi. À, đi anh. Đây là hệ thống tự động hết nha các bạn. Hệ thống tự động hết. Các cháu chỉ phân loại thôi. Bây giờ làm nhiều rất là